phát hiện gần 2.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc bán qua mạng ở Hà Nội. Lực lượng chức năng của thành phố Hà Nội qua theo dõi đã phát hiện 1.950 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 không rõ nguồn gốc xuất xứ bán qua mạng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội, qua theo dõi nắm tình hình trên các kênh bán hàng online vào tối mùng 1 tháng 3, đội 4 thuộc đơn vị này đã phối hợp cùng với đội quản lý thị trường số 17 quản lý thị trường trực thuộc Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29A07152 do Bùi Đăng Khoa, SN 1990, điều khiển đang dừng đỗ tại ngõ 202 đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1.950 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên bao bì có nhãn chữ nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, là hàng hóa của đối tượng Hà Thu Hường, sinh năm 1990, địa chỉ tại số 2N5H4, ngõ 202, đường Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội, trị giá lô hàng hóa vi phạm là gần 100 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Hường đã không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ liên quan đến số hàng trên theo quy định. Các đối tượng khai nhận đã mua trôi nổi số hàng hóa này trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đoàn kiểm tra đã thống nhất ập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người kinh doanh và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định của pháp luật. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!